thôi, anh Tỷ tới đây được rồi. Dạ em lên nhà đi. Dạ. Ủa Mẫn. Ủa Mẫn, con đi đâu đây? Con qua đưa đồ cho thím. Vậy hả? Vậy không, chú có cho cái Giang về? Thôi con không cần đâu. Sao không cần, đi về chứ. Đúng rồi, đi chung với chú em về đi. Chứ không thôi em đi một mình em la cà cũng vậy hả? Về ha. Anh về nha. Ừ, hai chú cháu về tới nhà. Gọi cho em biết nha. Anh biết rồi, anh sẽ gọi. Bye bye anh. Ngủ ngon nha. Anh ngủ ngon. Bye bye nha Mẫn. Đi về. Chú. Gì? Chú đâu có đẹp trai gì đâu. Ăn nói cũng không có duyên nữa. Chú cũng là người có vợ có con rồi. Tại sao chú nói gì cô Diệu Hiền cũng cười hết vậy? Thằng này, con có nằm mơ đi nữa cũng không thấy được nét đẹp tiền ẩn của chú đâu con. Đi về. Chú à, chú ảo quá. Ảo cái gì mà ảo? Thì là con không biết rồi. Đúng là con đẹp trai thiệt, nhưng nét đẹp của con á là đẹp trai, nhìn hoài sẽ chán. Còn nét đẹp của chú là nét đẹp lạ, nhìn hoài muốn khám phá, hiểu chưa? Đi về. Ủa kì, tôi chứ để triệu giờ còn có 800 gì kì trời. Thôi con mới chơi về. Ờ nè, ăn bánh tráng nè, bánh tráng nha. Dạ. Ăn gỏi cuốn đi. Mày xuống mày lấy cho dọn cho hai đứa ăn. Đây, đây. À, đâu, 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 đâu. Hả? Cái gì vậy? Tại sao dám cả gan lấy tiền của nội? Tôi đâu lấy gì đâu nội. Chối nữa hả? Lấy tiền cho bớt nội ra. À, không có, con mới về con đâu biết gì đâu. Con không lấy thì ai lấy? Con không biết. Cái gì vậy bác? Dám cả gan là dỡ bóp của bà ra lấy tiền của bà đó. Mẹ con không lấy. Đâu mẹ con hả? Con không lấy, con đâu có biết gì đâu, mới đi về mà. Nói hả? Ông nội nói mà còn dám chối hả? Đi lên lầu, cúi xuống, quất một cho mà một trận cho biết. Trời ơi, sao không ai tin con quá vậy? Đừng cái gì? Đứng lại. Đứng lại. Mở. Trời đất ơi, ngày hôm qua nó đi học á, nó bị người ta mắng vốn, bây giờ còn bày đặt học cái thói mà ăn cắp nữa, không biết tương lai nó về đâu luôn á ba. Ai mắng vốn chị không? Thì mẹ của con Vũ đó, khổ ghê luôn á. Cái thằng này, để đó em xử nó cho. Tới liền. Chào con. Ủa Mẫn, ủa sao giờ này em qua đây? Đâu có, em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. À, em nói thiệt với anh nha, nó mà còn như vậy nữa hả, em đưa nó vô trường giáo dưỡng á. Em càng nói nó càng lì á. Anh nói mắc cười quá. Thì nó lì em phải nói nó chứ, không lẽ thả luôn. Con cái từ từ nói chuyện với nó chứ. Alo, tôi nghe nè. Bây giờ thì anh cứ tới quán nào đi, xong rồi nhắn địa chỉ cho tôi tới liền nha. Rồi, cảm ơn anh. Em đi đâu ạ? Em đi gặp khách ở bệnh viện khác tới. Đi nói về cái đề tài của em nè. Em đi, chúc em về nha. Đi nhanh về nha. Biết rồi. Mẫn ơi, như vậy là không có được đâu Mẫn ơi. Em phải đi về đi Mẫn. Cô nói thiệt đó. Em đi về đi, em làm vậy là không có được. Mọi người sẽ lo lắng cho em dữ lắm. Lo lắng gì mà lo lắng. Không có em nhà em nhiều khi còn vui hơn á. Em đừng có nói vậy mà. Ai cũng thương em hết đó. Nha, đi về đi. Cô. Hả? Tối nay em có thể ngủ lại đây không? Hả? Sao mà ngủ ở đây được? Đâu có chỗ đâu mà ngủ. Thôi mà em đi về đi. Em biết không, cả gia đình đang lo lắng cho em dữ lắm. Nha. Cô đừng có nhắc tới nhà của em nữa có được không? Nghe tới là em rất là bực mình rồi đó. Không phải như vậy mà Mẫn. Cô nói thiệt. Em đi về đi, mọi người lo cho em dữ lắm.
cô nói là em giận cô luôn. Ủa sao vậy? Cô không được nói. À, cô biết rồi. Alo, anh Phúc hả? Sau khi phạm lỗi á, thì nó bỏ nhà đi rồi. Hả? Anh với anh hai đang đi tìm nè. Mà nó qua nhà em á, thì em báo liền cho anh nha. Dạ, Mẫn. Mẫn, em mà thấy Mẫn, em sẽ báo anh liền. Vậy nha, em đang bận lắm. Có gì em gọi lại. Sự chán cô thiệt mà, em thất vọng vì cô á. Không phải, Mẫn ơi, em không hiểu là tại vì mọi người lo lắng cho em dữ lắm. Thầy Phúc muốn em về là tại vì lo cho em thôi. Thầy Phúc không có lo gì cho em hết á. Thầy Phúc kiếm em để đánh em á, cô có biết không? Không biết phải nói sao cho em hiểu nữa. Nè, uống miếng trà nóng đi cho tỉnh. Coi chừng nóng đó. Trời, sao nóng vậy cô? Cô đã có, cô đã nói là trà nóng rồi mà. Nóng quá. Em có sao không vậy? Nóng quá. Giờ sao vậy? Em có sao không? Cô xin lỗi. Cô làm ướt hết áo của em rồi nè. Nói đi đâu được chứ. Xe để ở nhà, tưởng nó qua nhà bạn bè chơi, gọi quên đó, cũng không có nó là sao? Ra công viên cô không thấy luôn, nó không biết nó đi đâu của thằng này. Mà anh hay thiệt luôn á. Tìm con mà ăn khóc. Ăn thì ăn, tìm thì tìm, cái gì đâu. Mắc cười quá. Chị quần anh kìa. À, bà nói bà đi gặp cái người nào trong bệnh viện để bàn kế hoạch mới gì đó, dự án gì của bà. Họ đi vô trong, đi vô trong coi sao. Thôi anh vô đi, em không vô đâu. Đi. Dạ đúng rồi. Cái này nữa nè. Đó. Bà xã. Ủa à, anh à, giới thiệu với anh, đây là chồng tôi. Chào anh. Tôi tên là Hậu. Tôi cùng với vợ của anh thuyết trình buổi sắp tới về dự thảo của chị. Tôi hiểu rồi. Anh đi đâu đây vậy? Đi kiếm thằng Mẫn. Thằng quỷ đó bỏ đi đâu mất tiêu rồi trời ơi. Kiếm từ nãy giờ. Anh với Phúc đi kiếm vòng nãy giờ nè. Em đang có công chuyện. Em đang bàn công chuyện với người ta đây. Chết cha quên. Anh đi đi. Anh không? Cảm ơn. Em đang làm công chuyện với người ta. Ở đây. Hiểu rồi. Đi nha. Bye bye bạn ơi. Ok. Tôi á, thông cảm đi. Cái bụng hơi yếu. Đây nha bạn. Anh đi, anh đi kiếm Mẫn giùm em đi. Người đó là ai vậy anh? Đồng nghiệp gì ở trong bệnh viện á, họp để hội thảo, có nói anh nghe rồi. Xong chưa Mẫn ơi? Đợi một chút xíu. À. Được không vậy? Được. Trời ơi mặc trời. Mặc được quá chứ hả? Trời đất ơi, coi kìa. Qua đây ngồi nè. Trời ơi, nhìn em dễ thương quá à. Cô còn cười được nữa hả? Tại ai mà em đang nông nổi này? Ủa chứ nhà của cô làm gì mà có đồ con trai cho em mặc. Với lại cái này cô thấy cũng hợp với em quá nè. Thôi cô tặng em luôn á. Nè đồ của em á là cô giặt phơi hết rồi nha. Chừng nào mà xong xuôi khô hết á, cô đưa cho em thay đồ đi về nhà đi nha. Cái gì? Em nói là em không về nhà mà. Cái gì? Không về là sao? Nè cô nói cho em biết, thím chi của em sắp về rồi đó nha. Thím chi của em mà biết em ở bên đây nha, xé xác em ra. Bộ em không sợ thím em hả?
Thím chi em gọi kìa. Alo, Kim Chi hả? Alo, tôi đi ra Vũng Tàu chơi rồi nha, thứ hai mới về. Cái gì? Bà đi Vũng Tàu thứ hai bà về? Tôi biết rồi. Bà đi chơi vui vẻ nha. Bye bye bà. Thứ hai thì mới về đúng không cô? Thì mùa xuân mới đến cho cánh bướm dần qua gió đông cánh sen hồng. Ủa? Em như ngủ nữa hả? Em chưa có buồn ngủ. Quái gì vậy? Em đang coi chương trình trên ca bụng cổ nè. Con cũng thích chương trình này lắm á. Gió mà cùng nhau ta nắm tay hẹn hò, lời nụ cười đó chẳng ai âu lo, hạnh phúc đâu thể đắn đo. Ngày em đến thời gian ngọt ngào khiến lòng này xuyên xao, anh chỉ muốn nói câu xin chào mà sao con tim nôn nao. Ông ơi, xuống sáng nè. Dạ, con chào ông. Ba. Ủa rồi mấy đứa kia đâu hết rồi? Hoàng Anh đi làm từ sớm. Hạnh với thằng Mẫn chắc còn ngủ á mà. Dạ đâu có đâu. Thằng Mẫn nguyên đêm qua đâu có về nhà đâu nội. Hả? Dạ đúng rồi. Ba mẹ kiếm nó quá trời luôn, đâu có thấy nó đâu. Trời đất ơi, nó không về nhà nó đi đâu, không để đi bụi đời. Thằng này phải dùng biện pháp mạnh với nó mới được. Mà nè, con có biết nó ngủ nhà ai không? Rồi ngoài mấy đứa đó chơi trong trường ra, con có biết nó chơi với ai nữa không? Cho chú số điện thoại đi. Con làm gì có số điện thoại của mấy đứa bạn hư hỏng của Mẫn. Con đâu có chơi chung với tụi nó đâu. Nhà có người bỏ đi suốt đêm mà không ai biết gì cả. Nhà này loạn lên luôn. Vậy giờ em về ha. Dạ. Ừ, bye bye em. Dạ. Ủa mà giờ cô tính đi đâu nữa hả? Cô tính vô siêu thị mua ít đồ. Dạ. Về đi. Dạ. Bye bye. Chào cô. Cô. Sao em chưa về nữa vậy? Dạ. Bộ em tính ở đây với cô nữa hả? Dạ, đúng rồi cô. Cô mua nguyên liệu làm bánh nè. Mà cô không biết là mình có mua thiếu cái gì không nữa. Em coi thử. Như bánh là phải có hương vị á. Cô mua hương vị chưa? Ha, vani. Cô phải mua vanilla. Trời ơi, xem chút xíu nữa là cô quên mất tiêu rồi. Cô hậu đậu lắm đúng không mẹ? Vanilla ở đâu vậy ta? Chết rồi. Vậy mới đúng kiểu con gái mình thích chứ. Sao vậy cô? Trời ơi, tắt đi. Chết rồi Mận ơi. Em làm sai hết rồi. Em phải bỏ nước vô rồi em phải đập trứng vô mới được. Trời ơi, không được rồi. Em làm như vậy là thiệt tình luôn á. Sao em đọc trên mạng là kêu bỏ bột vô quậy là thành bánh mà. Sai rồi. Còn phải nước rồi còn phải là trứng nữa nè, em biết không? Sau rồi em mới quậy vô. Trời ơi, nhà cửa văng hết trơn hết trời. Em xin lỗi cô. Nhìn cái mặt của em kìa.
sao vậy? Mà em có gì hả cô? À, bộ con nè. Đó, lúc này bắt đầu mới đổ nước rồi. Bây giờ bắt đầu mình mới quậy, hiểu không? Mặt mũi với tùm lum là la hết chưa. Em làm cái gì vậy Mẫn? Em làm mặt cô giống mặt em đó. Em có biết cái này là cái bánh của mình không? Em làm như vậy rồi, rồi một hồi nữa. Mỗi con gió thơm bước trên vạt áo, như lòng anh đang nhớ em thật giàu. Nhớ lần đầu gặp nhau vẫn vương làm sao, nhớ nụ cười quá ngọt ngào. Anh từ đâu bước đến như làn gió, mà cùng nhau ta nắm tay hẹn hò. Lời nụ cười đó. Xin, cô không giảng nữa. Cô có điện thoại, đợi cô xíu. Trời ơi, ai gọi cô? À, chú Phúc em gọi. Không, em đây. Alo, em nghe nè. Đi xem phim với anh không? Anh chán quá, không có gì làm hết. Anh biết có bộ phim tình cảm mới ra rạp tuần này nè. Ờ, vậy hả? Vậy chừng nào anh qua đón em kia, anh nhá máy em đi xuống nha. Dạ, bye bye anh. Cô đi coi phim chú Phúc hả? À, nè, bây giờ gì nè. À, em quậy lên nha, cô đã bỏ nguyên liệu xong hết rồi. Em quậy lên xong rồi cái em đợi cô xong cái mình bỏ vô lò mình nướng bánh nha. Bây giờ cô phải đi tắm rửa thay đồ mới được hả? Cô muốn thực sự ăn bánh nào? Có chứ, cho nên đợi cô nha, cô đi thay đồ cái đã. Em từ đâu bước đến như làn gió, mà cùng nhau ta nắm tay hẹn hò. Lời nụ cười đó chẳng ngại âu lo, hạnh phúc đâu thể đắn đo. Ngày em đến thế gian ngọt ngào, khiến lòng này xuyên xao. Anh chỉ muốn nói câu xin chào, mà sao con tim non nao. Muốn cho cả thế giới được nhìn thấy em thấy mình bên nhau, muốn ta sẽ mãi mãi cùng đi khắp nơi ngắm muôn vì sao. Anh nghĩ xin đã cho ta tìm thấy nhau, thế nhưng bên lâu em ở đâu. Ước cho tình yêu sẽ bình viên mãi như biên dòng sông sâu, ước ta sẽ vinh viên cùng nhau sống trong giấc mơ dài lâu. Ủa Mẫn, sao mà Mẫn, ủa sao giờ này em còn ở đây không về vậy? Cô về rồi hả? Ờ, sao không về đi, em còn ở đây làm chi? Em đợi cô chịu giờ. Hả? Cô nghĩ đi, ăn bánh một mình đâu có vui đâu đúng không? Nè giờ Mẫn, thì ra con trốn ở đây hả? Con có biết ba mẹ con kiếm con không? Hả? À, anh Phúc à, có gì từ từ nói nha. Đi về. Anh về trước nha. Đi. Phúc ơi, có gì? Trời ơi. Thiệt tình luôn á. Lời nụ cười đó chẳng ngại âu lo, hạnh phúc đâu thể đắn đo. Ngày em đến thế gian ngọt ngào, khiến lòng này xuyên xao. Anh chỉ muốn nói câu xin chào, mà sao con tim non nao. Muốn cho cả thế giới được nhìn thấy em thấy mình. Trong con thời gian đẹp nắng ngồi xa lắm, đời muốn đeo đắp và xin hàng.